Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Ngọc và Phoi nha. Hôm nay Ngọc đi ăn hoa bắc. Sau lần này là lần thứ tư. Tại vì cứ 2 tuần là Ngọc lại ăn lẩu của Khoa các bạn, cho nên hôm nay phải đi. Hôm nay các bạn thấy Ngọc bận áo dễ thương không? Áo của Messi nha. Hôm nay Messi đi vô ăn lẩu của Khoa bắc nha các bạn. Khoan cuồng á. Tại pho của Ngọc thích cái đội này, cho nên thấy cái áo này nên Ngọc dứt liền luôn. Mà Ngọc cũng thích nữa, trong đội này có hai thần tượng của pho, Messi nè với lại Rô Vẩu. Việt Nam biết Rô Vẩu, Ronaldinho thì Ngọc không biết, kêu Rô Vẩu quen rồi. Đá banh hay các bạn. À, bây giờ Ngọc đi vô nè, Khoa bắc. Đi ăn lẩu, đi ăn lẩu, Ngọc thích đi ăn lẩu các bạn ơi. Hôm nay Ngọc đi là thứ 3 mà giờ chưa. Đó, đây. Hai bảng luôn, hai bên luôn, Khoa bắc. Hôm để coi hôm nay mình đi vô ăn có gì thay đổi không nha các bạn nha. Cứ mỗi lần Ngọc đi là Ngọc sẽ coi coi có sự thay đổi gì không. Mấy này là để cho mình ngồi đợi á con. Ừ. Đi. Cứ mỗi lần vô là ô để Ngọc coi nè, thay đổi là cái này nè các bạn. Monday 11 giờ tới 3 giờ, dinner 5 giờ tới 10 giờ. Đó là sự thay đổi đó. Giá tiền thì xem vẫn còn 10% off luôn ha. Nó có trà sữa mà. Có không? Cái gì kỳ vậy? Sao chị nghe trên mạng có trà sữa mà? Ủa sao con video nó có trà sữa mà? Tại vì đang chế biến thêm chưa cái ra. Tại chị thấy cái người khách á, cái gì á quay hay là nói là đây có hôm nay có khác trà sữa. Không có hả? Không có hả? Lấy khác đi chị đi. Lấy hôm bữa hôm sau uống gì? Hôm nay có để nhớ có 4 món à. 4-5 món. Đào, dâu. Không, uống gì? Chanh dây. Chanh dây với thanh long. Thanh long bữa hôm sau uống nó màu đỏ đó. Thôi thanh cho chị cái trà chanh dây với trà vải. Rồi, những kiểu em. Ngọc tưởng đâu có trà sữa, Ngọc coi, Ngọc thấy mấy bạn nó có trà sữa. Mà không có, không có. Thôi về đi nha. Đi, lấy xe đi nè các bạn. Hôm nay hình như khác chút xíu nha. Tại vì thấy ở đây nè, để đồ ăn ở đây nè. Lại ta, đây các bạn. Ngọc lấy nha. Đây, đồ ăn để đây nè các bạn. Có cá nè. Miếng cá đi. Lạnh dễ sợ luôn nha bạn. Giữ đồ đông đá chắc ngon. Lạnh. Cá nè. Bạch tuộc nè. Mấy con bạch tuộc. Hôm nay lấy cái bún. Hôm nay mì gói với cái bún này nè. Cái này giống như là cái bún miếng á, lạ quá. Thì Ngọc trứng nữa nè, lấy hai cái trứng, thứ hai tuần mà Ngọc phải đi ăn lẩu một lần, Ngọc bị ghiền, dễ thương không, có cái xe, ok, từ từ đợi Ngọc tí, đồ đây là đồ giống giống á, có tôm có mực nè, Ngọc lấy rồi nhưng mà Ngọc chưa có lấy chả cá. Lấy chả cá, từ từ Ngọc lấy chả cá. Lấy hai viên chả cá. Lấy con mực này hả? Mực này. Lấy hai con. Đông cứng ngắc luôn nè. Giữ đá dễ sợ, giữ lạnh dễ sợ luôn á. Lấy một cục bầu viên. Cục chả này. Lấy rồi, lấy tôm rồi, nãy Ngọc lấy rồi. Lấy mọi thứ một chút, một cục chả, cục này nha. Lấy con vẹm nè. À mực đó Ngọc lấy rồi, nãy lấy đằng kia rồi. Lấy con vẹm. Kêu là con vẹm. Đấy, rồi, mực này lạ vậy. Ngọc lấy rồi chứ hả? Không biết, lấy gọt chưa lấy. Mực này lạ, rồi. Để xuống đây. Đây, dễ thương không? Cưng à, lấy nước sốt cái nè.
nước sốt ở đây nè. Bây giờ nước sốt ngon lắm. Nước sốt có chanh rồi. Biết rồi. Cái này là muối xanh nè. Muối xanh này ngon. Có muối đỏ đâu? Muối đỏ không có. À, cái này là cái gì thơm quá vậy? Nghe mùi thơm quá, cứ lấy thử, thơm quá. Cái này chắc giống cái muội các bạn. Cưng không? Cưng không? Nè. Hả? Xây dựng xe luôn rồi. Mình lấy cái này gần, ô, 2 ly nước ngon quá vậy. Giận nha. À. Cái này là vải nè, gỗ pho nè. Cái này chanh dây. Cao hơn cái. Nó hút dài hơn không? Maximum rồi. Nó dài quá. Tại thấy cái ly nó dài quá, cái hút nó còn như trong á. Ừ. Nó hút hơi khó đúng không? À. Thế ok. Okay. Nó hút nó dài hơn thì. Ừ. À, đây là các loại nước chấm. Ngọc sắp xếp cho nó đẹp nha. Trà vải nè các bạn, nhìn ngon không? Thấy nước uống một miếng trước đã. Cái này chanh dây nè, chanh dây ngon. Chanh dây ngon các bạn. Này tiếp. Đấy. Cái này hả? Cái này ngon, cái này trà vải ngon không? Không uống nào uống. Ngon á, trà giải ngon. Ngon, trà giải ngon. Đi giờ đi tiếp nha. Lấy rau. Rau lấy đâu? Đằng kia. Đây, tiếp coi có gì thay đổi không. Đi bên này đi. Đi chứ, lấy luôn. Đi hướng bên này. Ngọc đi hướng bên này để cho đỡ thấy mọi người á. Tại vì mình quay nhiều quá phiền người ta lắm. Ngọc để đây. À, đi lấy rau nè. Để coi. Ồ, trái cây hôm nay để ở đây nè con. Đổi chỗ rồi, trái cây để trên này. Mấy bữa là để dưới kia, hôm nay để trên này. Rồi, Ngọc lấy sen. Củ sen, củ sen bỏ vô ngon. Thôi môn bỏ vô cũng ngon nữa nè các bạn. Thôi môn nha. Bông cải nha. Đó. Trên này cái gì để Ngọc coi. Ô, bông rớt cải đi. Để sẵn à, coi người ta để lấy rớt tùm lum đó nè. Để Ngọc à, cái dĩa này để Ngọc lấy sao. Để Ngọc lấy nấm chứ đã. Nấm. Con thích ăn nấm. Ừ. Nấm này là nấm king. Nấm khiên. À, bắp. Miếng bắp. Đậu hũ. Đậu hũ hả? Dạ, có đậu hũ. Đậu hũ ngon. Không, có cái này nè. Rau. Rau chân vịt đó không? Ngọc để vô đây nè. Hồi bỏ vô lẩu nó sọp xuống rồi không? Tại cái dĩa Ngọc lấy ngoài Ngọc sợ nó rớt xuống. Ừ. Cho chân vịt nè. Bỏ ngon. Phải bò ngon nha các bạn. Bò ngon với sợ. Bò gân á. Bò này là bò gân chứ không phải bò mỡ nha con. Bò gân ngon lắm đó. Bò gân này ngon lắm nè. Ở Việt Nam á gọi là bò gân ăn ngon lắm các bạn. Ngọc thích ăn bò gân. Lấy hai dĩa. Cái này nó có ba rọi nữa nè con. Cưng không? Dễ thương không các bạn? Đó đi đường không? Sống đi đường bên kia. Yeah. Đi bên kia làm phiền người ta. Đi bên này không làm phiền người ta. Nhưng mà phải đánh nguyên cái vòng luôn. Rồi. Wow, nước sôi quá trời kìa con. Wow. Ngọc bỏ. Ngon quá. Hấp dẫn, hấp dẫn, hấp dẫn các bạn ơi. Ngon quá. Ngon. Ngon.
chưa? Nó bụng đói lắm luôn rồi. Để mình xác vô. Sôi quá à, các bạn ơi. Sôi lắm luôn rồi đó. Bây giờ Ngọc sẽ bỏ mấy cái đồ mà đông đá vô trước nha. Đây đũa yêu thích của Ngọc. Cá. Bỏ vô đây. Cá nè các bạn. Bỏ vô cho chỗ cay cay cho kho. Họ thích ăn cay. À, cá nha. Xong rồi bỏ đông đá. Bỏ vô đằng cho bớt sôi. Chắc cái này ăn xong ra sư rồi sao mặt mày đẹp. Hello, hello anh trai. Chào anh trai. Lâu lắm rồi mình trở lại. Chào anh trai. Hai anh. Ơi. Rồi chúc hai người ngon miệng nhé. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Cảm ơn anh quản lý. Cái anh quản lý này dễ thương không? Lúc nào mà hai chồng Ngọc vô hình như cũng đụng mạnh hết trơn. Chào. Ừ. Lúc nào vô cũng đụng mạnh hết. Anh dễ thương mà. Con vẹn mà. Con vẹn. Ngọc biết bỏ ở đâu luôn. Ở đây anh đây đi. Bỏ nấm vô cái này. Bỏ đây cho cay. Nước cũng ngon rồi. Nước nhìn hấp dẫn nha. Ừ, nước nhìn đẹp. Đẹp. Nước nhìn đẹp mà ngon. Bò tươi hết sợ. Bò tươi. Thịt bò nhìn ngon. Bỏ nấm vô. Sạch sẽ luôn. Ngon quá. Trứng nè các bạn, đập trứng vô. Bỏ trứng vô. Hấp dẫn chưa? Ngon quá à, nhìn ngon quá. Chưa, mới bỏ vô mà từ từ lụm. Chưa chín mà lấy gì lụm. Tôm nè các bạn. Ngọc bỏ ở đây mấy con. Ở bên đây Ngọc bỏ mấy con. Nước nó ngọt, ngon. Đây. Nhà Ngọc thử nước thôi. Nước lẩu nè. À, ngon quá. Ồ, hôm nay không có cái miếng của Ngọc rồi. Mà đổi lại là có cái cọng này nè cũng ngon. Ngọc thích ăn cái miếng của Ngọc á. Vô đây ăn cái miếng nó ngon. Mà mình phải try thử cái món khác. Mỗi lần đi là có một cái khác nhau ha. Mỗi lần Ngọc đi là có một cái khác nhau á các bạn. Hôm nay mấy em sắp cho Ngọc ngồi túi dưới đây nè. Không có đụng chạm gì mấy người ở trên. Ngọc sẽ bỏ vô đây cho phơi luôn. Wow, ngon quá. Nước nhói, bỏ ly nước bên kia đi. Uống nước. Học tưởng đâu hôm nay dưới đây kho có cái gì trà sữa. Học thích trà sữa. Giờ họ không có trà sữa, uổng quá. Vớt đi. Vớt cái dĩa. Không. Không. Ăn gì ăn đi. Ngọc thích gì Ngọc vớt đó. Cá nằm bên đây nha. Nè, cá nè. Cá nè. Chín rồi. Ăn đi. Bỏ xích lại đây. Hôm nay Ngọc vô trong chỗ của Khoa các bạn có vài điểm khác mỗi lần nha các bạn ha. Khác chút xíu. Thay đổi khác chút xíu. Ngọc vớt trứng ra hả? Khác là cái chỗ nghe chỗ này nè là để trái cây. Thì hôm nay người ta để luôn seafood ở đây cho mình khỏi đi lên trên để mình lấy các bạn. Ở đây người giống như mình ngồi gần ở đây á thì mình đi lấy gần hơn, khỏi đi lên túc trên kia. Ừ. Nhưng mà rau thì cũng phải đi lên trên kia. Mai mốt không chừng Khoa sẽ làm
rau ở dưới đây luôn, cho người ta lấy dưới đây luôn tiện. Người nào ngồi ở trên đó thì lấy ở trên, còn người nào ngồi ở dưới lấy ở chỗ này cũng được. Khỏi đi lên túc trên kia các bạn. Tôm nè, bà Ngọc nhúng một miếng bò thử. Cái bò này ngon lắm nè các bạn. Cái bò này ngon, cái bò này là bò gân á. Bò gân, bò bắp gân ở ở Việt Nam các bạn. Ăn nó giòn giòn. Cái ông này cũng sành điệu nha. Cái ông Khoa này cũng sành điệu, nhưng ông đi ăn sành điệu lắm rồi. Cho nên ổng biết cái này, cái nào ngon, cái nào dở để mà ổng cho thực khách ăn. Cái này á, chỉ có người sành điệu ăn mới biết là cái này nó ngon. Cái nào cũng được á, đâu phải của Khoa, chống chung mà. Ngon quá. Ngon các bạn. Ngon không Phật? Ngon cúc. Nhỏ một chút à, mạnh quá, lửa lớn quá. Đứng kêu em trai này hôm nay làm buổi sáng, cái bữa em chắc em làm buổi chiều. Cái lần đầu tiên á thì Ngọc, lần thứ hai thì Ngọc gặp em á, hôm nay lần thứ ba đi ăn không gặp, hôm nay lần thứ tư thì gặp. Ngon các bạn. Mai quá. Ngon quá à. Cái nước á, cái nước này cũng ngon quá. Cái nước này ngon quá nè Phật. Cái nước này cũng ngon. Đậm đà. Biết nước này mùi gì vậy ta? Tứ xuyên hả? Tứ xuyên nè. Cái này nấm. Tâm dùm đây. Còn cái này không biết, để hỏi em nữa. Ngọt ngay à. Nước nó hơi đục, nhưng mà ngọt lắm. Rất ngon lắm. Chín chưa? Chín hết rồi. Chín hết rồi, con ăn đi. Mực á, mực nó ngon lắm, nãy Phong nó thích mực đó. Cắp tôm ra ngoài cho nó nguội bớt rồi. Ngon quá các bạn ơi. Cứ hai tuần là Ngọc muốn đi ăn lần. Ở đây giờ có nhiều, có được mấy tiệm lẩu luôn á nha các bạn. Mấy tiệm luôn á Phong. Ở trên đường 5 tiệm. Ở đây, trên đường gì đó Phong. Hôm bữa ông bạn của Phong chỉ nhớ không? Đưa xích là đây Ngọc hỏi lên cho. Đây nè. Đường Eric hay gì ấy, bạn của Kho chỉ. Trên đó cũng có hấp hết, lẩu hấp hết nữa các bạn. Ngọc chưa có thử. Hàn Quốc. Mà Ngọc chưa thử. Ăn của Mai biết rồi, ghiền rồi cho nên chưa đi thử. Cứ mỗi lần mà nói ăn lẩu cái hỏi đi đâu ăn, cái Ngọc nói hơi xuống Khoa. Ngon quá. Rất nghe luôn. Nè. Dạ. Rất nghe. Rất nghe. Quá trời đồ ăn luôn nè. Mật ngồi. Mật chín rồi đó. Hả? Nè. Có cái mật không được. Bỏ vô đó đi. Này giờ ăn cho nó nóng. Bạch tuộc không thôi. Ngon mà. Bạch tuộc ngon lắm rồi. Nè, mực này Phong thích ăn. Cá nè. Vớt hải sản cho Phong các bạn. Hải sản trong đây tha hồ ăn luôn các bạn. Nấm cũng ngon.
chưa bỏ rau vô ăn. Thích rau ngon. Ăn lẩu là thích ăn lẩu là tại sao lẩu có nhiều rau ăn ngon. Có nhờ rau á các bạn, có rau nhiều là ăn ngon. Ồ, ăn trúng miếng nào cay các bạn ơi, cay chảy nước mũi luôn nè. Các bạn có thích ăn lẩu không? Ngọc thích ăn lẩu lắm luôn á. Trời ơi, cái cọng miếng này ngon lắm nè, miếng dày á, dày dai ngon, ngon xuất sắc luôn. Ngọc vô đây Ngọc tưởng là không có cái miếng của Ngọc, ai ngờ giờ đổi là cái miếng này còn ngon hơn miếng đó nữa. Con thử miếng này không, đưa chén sáng vô, chan miếng nước lẩu vô, cái nước này ngon nè con. Con Ngọc thì Ngọc chan cái nước nước tâm dâm. Ăn dùm ngon. Nóng. Ngon quá. Rau nè các bạn. Rau, rau ngon các bạn. Rau ngon. Có 2-3 tuần, 1-2 tuần là tự nhiên là Ngọc lại thèm lẩu rồi các bạn. Đồ nướng Ngọc không thích lắm nhưng mà lẩu Ngọc thích, cực kỳ thích con lẩu. Con cuồng lẩu. Con cuồng. Cái bò này ngon lắm các bạn. Hình như là cái bò này á, để Ngọc cho các bạn coi nha, Ngọc không có nói láo. Cái bò này á là cái bắp bò các bạn, bắp bò. Ở Việt Nam á, mỗi lần mình đi ăn là ăn phở mà mình kêu cái bắp bò này á, là phải thêm tiền. Tại cái bò tái là bình thường nhưng mà cái bắp bò này mới ngon. Ăn á, ăn lẩu, ăn nó giòn giòn ngon. Bởi Ngọc mới nói là cái ông này không biết ăn ghê. Bắp này nè Phong, bắp bò này nè. Không, Ngọc nói cho Phong nghe á, là cái bắp này nè, hình như là Phong đi ăn lẩu ở bên này á, ít có người mà làm cái bắp bò này lắm. Sao? Ừ. Sao? Tại vì người ta biết người ta mới làm, còn người ta không biết người ta không mới làm đâu. Tại cái bắp bò này ăn nó giòn sực sực, nó không có mỡ á, nhưng mà nó có cái gân bò, nó ngon lắm. Ngọc không biết nói là sao, nhưng mà thể mà tại Ngọc thấy cái dĩa này là Ngọc biết ông này biết ăn lắm nè. Nó có mỡ có gân, ngon. Bò ngon, Ngọc bỏ ở đây luôn cho nó dẹp cái dĩa. Ngon. Ừ. Miếng nước ngon. Hả? Thích này, thích trà vải, nãy Ngọc uống rồi. Mà Ngọc uống cho em thích cái chanh dây mì nè các bạn, mì ngon. Trời ơi, ngập ngon dễ sợ, bốc khói luôn. Đưa chén này Ngọc bỏ vô cho nè, ớt cay chết luôn. Rồi. Ô, mực nè, mực con nè, đó nó đã chưa. Rồi ăn đi, mực này ngon quá, mực ăn ngon nè. Nãy giờ Ngọc ăn bò các bạn, Phò không có chịu ăn bò, không có bở. Cái bò này là không phải mỡ, cái này là gân, gân bò. Phò đâu thích ăn gân đâu, Ngọc thích ăn, ăn ngon. Lại lúc Ngọc lấy cái bò này Ngọc thấy rồi, nói trời hôm nay khoa bứt phá dữ vậy, cho ăn cái bò này ngon quá vậy. Bò đỏ hay bò lẹo?
bò đâu ngon. Trong một con bò nó có chỗ ngon chỗ không ngon, nhưng cái chỗ này là cái chỗ ngon nhất của con bò. Nó là gọi gì? Bắp bò. Nó bắp bò hả? Ừ. Mà cắt mỏng như vậy á, ăn nó mềm, nó giòn giòn, không có mỡ. Cái này là gân, nó không mỡ. Cái nạc hả? Không, nạc xưa rồi. Nạc chứ, mình thấy không giống nạc chứ. Là nạc nhưng mà có gân, hiểu không? Ngon quá. Ăn rau không? Ăn miếng rau nè. Để không? Lại. Đợi chút. Cải ngon. Ăn lẩu là phải có cải. Không có cải đâu phải ăn lẩu nè, mực nữa nè. Tôm treo nè các bạn. Ngọc đang bỏ chín rồi. Ngọc mới đi lấy thêm cái này là tteokbokki. Tteokbokki Ngọc bỏ vô đây đi. Bánh gạo các bạn bỏ vô. Với Ngọc đi lấy thêm dĩa rau nè các bạn. Cái này có rau tầng ô nữa nha, hồi nãy không thấy rau tầng ô, bây giờ mới thấy. Hấp dẫn quá. Này, rau. Lẩu có rau hấp dẫn, giờ mình bỏ vô. Lạc bỏ vô. Ngọc quay mấy cái video này nè các bạn. Cái khi Ngọc mà ngồi tối tối á, Ngọc buồn buồn, Ngọc mở lên Ngọc coi, trời ơi, nó đói bụng. Nó thèm bà cố luôn. Tôm treo lủng lẳng. Rau tầng ô. Còn nhiều người còn gọi rau này là rau cải cúc. Người Bắc người ta gọi là cải cúc, người trong Nam thì gọi là rau tầng ô. Rồi ăn đi Phong. Tôm nè Phong, tôm chín này nè. Để xích lại đây giùm cái, giờ mình bỏ vô cho. Chả cá. Này là đậu hũ cá các bạn. Đậu cá ngon. Đậu cá ngon. Hôm bữa Ngọc phát hiện ra cái nước lẩu Thái ngon. Mà hôm nay Ngọc phát hiện ra cái nước lẩu này Ngọc cũng thích nữa nè các bạn. Cái nước lẩu đục đục á. Không biết nước này nước gì nữa. Bốn lần phát hiện cái. Ăn 4 lần mà bây giờ mới phát hiện cái nước này ngon. Biết nước này là nước gì ngon quá. Biết rồi. Tứ xuyên. Lẩu tâm dâm. Còn cái này là nấm. Còn cái này chưa biết là gì nè. Quên rồi. Nước nó ngon kinh khủng luôn. Nó ngọt nước. Mà nhìn nó fresh dữ lắm luôn á. Nó tươi á. Ngon. Cái cúc tươi ăn kem vô. Cái cúc. Sao? Tươi vô ăn kem. Tao một lần ăn kem. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên ăn kem. Mấy lần sau vô ăn no quá không ăn kem nữa. Ăn trái cây rau câu. Không ăn kem. Hôm nay tủ kem đổi ngược lại. Mấy bữa để ngang vậy. Hôm nay đổi ngược lại nghe. Có sự thay đổi vậy. Ngọc vô 4 lần rồi các bạn, cho nên những cái ngõ ngách ở trong này Ngọc nghe, ngõ ngách trong này Ngọc biết hết rồi. Có cái gì mà thay đổi là Ngọc nhìn Ngọc biết hết rồi. Coi lại có quyết mà ta. Quyết chắc Ngọc nghĩ là buổi chiều buổi tối. Là... Ừ. Là chín chưa? Biết chưa không? Để xíu ăn trước đi. Tôm nè. Bên đây nè, bên đây chín nè, bên đây nè, bên đây chín. Để em chút nữa em trai nó lại và hỏi thử nước này nước gì. Hôm bữa có hỏi rồi mà quên.
Rồi nó ngọt kinh khủng luôn. Ngon. Ngọc không có, Ngọc không có ăn thịt đỏ nhiều các bạn. Tại thịt đỏ ăn nhiều quá tập Ngọc không ăn được. Rồi, em đi qua luôn rồi. Không có thời gian chút nữa. Mà thịt đỏ này nó ngon quá cho nên Ngọc phải ăn. Kệ đi, ăn xong mấy mà 2 tuần nữa mình ăn. Em cho chị hỏi cái nước này nước gì vậy? Cái này là lẩu ba phải giống như là xương hầm vậy. Xương hầm hả? Dạ. Ok, thank you em. Dạ. Cái nước này ngon chứ sợ. Dạ. Chị cần thêm thì em chấm thêm. Không đủ rồi, thank you em. Cái nước này nó ngon đó bạn. Hồi đầu Ngọc vô, Ngọc ăn 3 lần rồi Ngọc đều thích cái tâm dâm á. Chua chua, đậu thái các bạn, ngon. Nhưng mà sau hôm nay Ngọc vô Ngọc phát hiện ra cái nước này ngon quá. Hỏi em, nói em nó nói là giống như là nước xương hầm á các bạn. Ba vị. Ba vị xương hầm. Bữa nghe nói mẹ của Vương nói không? Ví dụ ở trong cái hầm á, hầm cái nồi bự vậy nè, bỏ mình vô còn vừa. Thiệt mà. Bự lắm. Hầm cái nồi rất là bự. Nhìn ngon mà tụt. Cái này là mực. Mực của mực tụt. Mực, mực gì mà ngộ vậy ta? Mực này là mực baby á. Mực baby là mực gì? Đây là một loại mực nhỏ đó. Đây gọi baby sao đó. Nóng quá. Phò, phò thích ăn cái mực này lắm rồi các bạn. Không? Ừ. Ngọc ăn. Cũng được, cũng ngon mà. Ngon nhỏ rồi, giòn. Dạ hả? Có thằng gì nhỏ hơn. Ừ. Mấy cái sữa trong đây nó tươi giống lắm các bạn. Ăn không có nghe mùi luôn á. Tươi. Ngọc lấy lại bỏ vô trong đây mà nó còn đông đá luôn là các bạn biết rồi. Đông đá tức là nó tươi, bỏ đông đá rồi mới lấy ra. Vẫn còn để trong tủ lạnh, vẫn còn cứng ngắc luôn. Ngon quá. Tính tiền chị. Nhiều quá uống không hết luôn á. Chị muốn cái ly to go em lấy ly to go cho chị. Ừ, cho chị cái ly ha. Dạ ok, to go luôn. Nhiều quá. Lấy luôn ly to go nè. Ăn no rồi xong rồi cái cái ly. Hôm bữa chị nhớ cái ly nè, có để chữ hình luôn mà giờ nó không thấy hình vậy. Giờ thấy cái bạn đó chụp chụp dán. Ừ. Dán đỡ hao em. Hao cái ly bộ. Chị ăn 4 lần rồi chưa gặp Hoa nha. Dạ nha chị. Ừ, chừng nào có gặp nếu nói. Nếu bữa mà chị lên đó là buổi tối đó anh lên. Vậy hả? Cái lần trước chị ăn. Ừ. Chị đi 4 lần rồi mà chưa gặp luôn á. Em làm bữa nay em gặp ảnh được có 3 lần. Khoa ít ra đây lắm hả em? Dạ, kiểu nhiều khi lâu lâu ảnh mới ra, xong ảnh coi xong ảnh đi hả? Ừ. Dạ, chứ. Ủa vẫn còn 10% off luôn nè, đã vậy? Dạ. Đã trên chưa thay đổi gì, toàn định đã. Vậy hả? Dạ. À, hôm nay cái bill của Ngọc ăn vẫn còn 10% off luôn nha các bạn. Nè, tổng cộng số bill của Ngọc hôm nay là 56 đồng. 56 đồng mấy chục sen. Mấy gì nè? Ừ, là tổng cộng ra hết luôn á. Đúng. Yeah. Tổng hết luôn á. Cộng hết luôn rồi đó. Rồi có nước nữa nè. Chưa cộng gì hết chứ. Không để ý luôn mà. Đây, cho chị bấm. Dạ. Có cái thẻ. Cộng hết rồi. Chị bỏ thẻ vô đây giúp em ha. Ừ. Dạ. Ừ. Rồi chị select ha. Ok. Bỏ tiền trong đó luôn. Có tiền tiếp cho mặt hay tiền rồi đó. Chị, dạ bỏ trong đây luôn rồi. Có tiền tiếp mặt em đi để xài hơn. Đâu biết đâu. Tiền mặt để xài hơn. Em nghĩ tiền mặt với tiền thẻ thế nào better hơn? Mặt better. Yeah. Always. Nhưng mà tụi em cũng bring the receipt. Dạ. Tiền mặt thì tụi em được lấy liền, còn tiền thẻ thì phải 2 tuần. Ồ vậy hả? Dạ. Sao nãy em nói sớm? Dạ không sớm. Nói sớm vậy cho tiền mặt. Rồi, cho chị cái ly đựng này ha. Thì mấy bữa Ngọc cũng vô khách nhưng mà Ngọc nghĩ tại vì nghe mấy em nói là giống như là giấy với là tiền thì mấy em cũng lãnh giống nhau. Thì bây giờ Ngọc mới nghe em này nói là nếu mà tiền mặt thì em nó sẽ được lấy liền, còn như mà trong giấy thì em nó sẽ để tới 2 tuần sau mới được lấy. Nếu Ngọc biết nãy Ngọc cho em. Ờ, em nói 2 tuần kìa.
Nè cái giấy của Ngọc nè. Rồi cảm ơn em. No quá các bạn ơi, cho nên giờ Ngọc phải lấy cái ly này đi đi lên xe uống cho nó mát. Tại vì còn nhiều quá nè. Nếu mà còn ít thì Ngọc đâu lấy làm gì, còn nhiều quá. Các bạn, Ngọc cho các bạn xem cái tờ giấy của Ngọc. 10% còn 10% ớt luôn nè các bạn. Tổng cộng hôm nay Ngọc ăn có 56 đồng. Coi như 57 đồng đi, 56.92 là 57 đồng. Ngọc cho 20% tiền tiền tip. Ngọc cho 11 đồng mấy là 20%. Đó, rồi. Next time Ngọc sẽ cho tiền mặt đi, tại vì mấy em nói Ngọc đâu biết. Ok, let's go. Ngon. Hả? Ừ, anh đẹp không? Bye anh đẹp. Dạ, xin chào, phải chào ông đẹp nha. Dạ, thank you mọi người. Cảm ơn đẹp rất nhiều nha. Dạ, hôm nay mẹ ngay nay cũng hơi busy quá cho nên có thời gian để tiếp đón hai người. Ở đằng đây có cái lẩu K-pop gì mới mở đó. Mẹ em chưa thử nữa, cái ông xã em nói ăn thử nữa. Thôi là khoa ăn đi thèm nước ăn. Mọi người cứ thử thôi. Ở đây khách hàng có quyền lựa chọn mà, nhưng mà mọi người cứ thử cho biết. Còn mình đi đâu thì cũng về thôi, nhưng quan trọng cái chỗ nào mà có mình quen rồi á, mình đến thì nó cũng vui. Không mà tại vì ở đây em thích bốn cái nước lẩu á. Ăn ngon. Mới đầu hộp bữa em ăn 3 lần là ăn lẩu Thái không ạ, em thích nước lẩu Thái đó. Xong cái hôm nay em ăn vô em thấy cái nước mà đục đục á, cái nước đó là chắc nước nấm hay là không, nước xương hầm. Cái nước đó là nước lẩu mỡ bên mình, đó là lẩu nước tương. Nước tương à, còn cái nước trắng mà. Cái màu trắng á, trắng đục á. Cái màu trắng là lẩu xương, lẩu nấm. Lẩu xương, lẩu nấm á. Dạ. Hôm nay em ăn nó chỗ nước nó ngọt, dễ sợ ngọt luôn, ngon. Cái xong em nói à, mình mới phát hiện ra nước mới. Hôm bữa giờ ăn có một cái lẩu Thái thôi à. Thì do mình ăn cải đó, mình ăn cải nó quen rồi. Đúng rồi, em vô em thích cái lẩu Thái nên em ăn. Hôm nay em thử cái nước nấm thấy ngon. Còn món lẹ nữa kìa. À, món đây. Dâu ua với lại bánh lăng. Ờ. Thì sao nãy giờ em không biết? Ủa ngoài đây bán mà. Ồ. Quay là quay cast only to cast only bán thôi. Ồ. Ồ vậy em mua đi, em mua về nhà ăn cũng được. Bán chỗ này thôi chứ không có bán ở trong kia. Dạ. Ngon quá vậy. Cho em hai hộp này, hai hộp kia đi. Bán cho bạn cho. Ồ nó lộn á, bán á. Bạn đi cho à? Hai hả? Thôi em lấy 5 đi đặng cho chẳng 10 đồng. Ok. Có thuế gì không anh? Thôi bạn khác mà phiền cái gì? Ồ. Rồi cho em 5 hộp đi. Trời ơi hôm nay được quản lý bán hàng luôn này sướng. Sướng quá luôn á. Cái này phải tính thêm nha, tôi cứ bán 4 đồng à, mua thôi à. Thôi em 4 đồng thôi trả lại đi. Nhân viên bán 2 đồng nhưng quản lý bán 4 đồng à, mua thôi à. Cho em gửi. Được sếp bán không? Được sếp bán. Em ra ăn 4 lần em chưa gặp được khoa nha. Thôi, em kiện á. Thôi gặp anh Đạt được rồi. Ok, chưa có duyên. Thôi gặp anh Đạt cũng được. Gặp anh Đạt được rồi. Rồi cảm ơn Đạt nha. Ok, cảm ơn nhiều. Dạ. Ra thấy thêm này nữa ngon quá. Giờ Ngọc đi ra, Ngọc thấy thêm cái này nữa các bạn. Dâu ua với là bánh lăng. Mà ra ngoài mới thấy, thôi mà ra ngoài mới thấy đi. Tại vì thấy trong đó Ngọc ăn nữa rồi cái nó no vắt ách rồi sao. Cho nên thôi mua cái này để xách về nhà ăn. Ơ no quá các bạn ơi, hai tuần gặp một lần. Cứ hai tuần là Ngọc lại muốn lại ăn của Khoa lẩu à. Ngọc nói với Phò là Phò kêu Ngọc đi ăn thử cái lẩu ở đằng đây nè các bạn. Cách đây chắc còn 5 phút à, K-pop. Thì thấy mấy bạn cũng review nhiều lắm. Có nướng nữa, đồ nướng với lẩu. Nhưng mà Ngọc nói thôi, Ngọc muốn ăn Khoa. Tại vì Ngọc giống như Ngọc thích ăn cái chỗ nào rồi, cái Ngọc hay ăn chỗ đó lắm các bạn. Còn giống như lâu lâu á, cái mình đi ăn chỗ này chỗ kia, chỗ này chỗ kia cho các bạn coi là chỗ đó có cái gì thôi. Nhưng mà chỗ này chắc Ngọc ăn hoài luôn quá. Ok các bạn ơi, Ngọc cũng đi ăn lẩu của Khoa hôm nay. No quá trời no luôn rồi, ngon quá. Ngọc xin tạm dừng cái video tại đây nha. Hẹn các bạn vào 2 tuần nữa Ngọc sẽ xuống ăn tiếp nữa. Tại vì ăn cứ ăn lẩu là có thể ăn everyday luôn á. Nhưng mà tại nhà Ngọc xa quá cho nên không có thể nào mà xuống ăn mỗi ngày được các bạn. Ok, Ngọc xin tạm dừng video tại đây nha. Hẹn các bạn vào clip sau. Bye bye.